Bắt đầu đi. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra sức khỏe bằng phương pháp đo kinh lạc của y học cổ truyền Việt Nam. Để cho đơn giản thì chúng tôi đã đánh số ở đây từ 1, 2, 3, 4 cho tới 12. Đó là theo thứ tự mà các bạn sẽ phải đo. Và vị trí những điểm cần đo thì tôi đã ghi chú trên hình. Đây là trên tay. Và dưới này là vùng chân. Đó. À, các bạn chú ý. Tôi sẽ đo mẫu cho các bạn một lần. Điểm đầu tiên. Sau đó ta nhập cái số vào đây. Đó. Đó. Ứng với các vị trí đây là như tay trái đây là vị trí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, đấy. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Và với chân thì cũng tương tự như thế, chúng ta đo từ bên trái sang bên phải. Trái là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Như trên hình. Ở chân chúng ta đo điểm này, điểm này. Điểm này, điểm này, điểm này. Rồi quay lại bên chân này ta lại đo điểm này, điểm này. Đấy. Tương tự như thế thì ta sẽ ra được cái bảng kết quả như thế này. Đây là bảng kết quả đo. Và qua cái tab bên này thì ta sẽ có cái kết quả kinh lạc ta đo ra giá trị ở đây.